Thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến cuối năm ngoái, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 571 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 6 đơn vị so với 2021. Có 3 đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới. Trong giai đoạn 2015-2023, tỉnh Bắc Ninh đã cơ cấu lại hoặc giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Kết quả cụ thể, giải thể Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần trực thuộc Sở Y tế, 7 ban quản lý các khu công nghiệp cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, Phòng công chứng số 3 thuộc Sở Tư pháp, chi nhánh trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá thêm kết quả về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Hiện số lượng người làm việc ở một số đơn vị sự nghiệp công lập trong hai lĩnh vực này còn thấp, chưa đảm bảo theo định mức tối thiểu, việc tuyển dụng còn chậm. Tỉnh cần phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân, các giải pháp thu hút nhân lực.